Dạ thưa sư, trong một buổi vấn đáp có một câu hỏi về gần gũi kẻ ác. Sư nói trong kinh Phật có dạy 38 pháp hạnh phúc là không gần gũi kẻ ác, tránh ác như tránh thuốc độc. Nhưng nếu kẻ ác đó là người thân thì phải làm sao? Đã dùng tâm từ để đối xử nhưng họ vẫn ác. Kẻ ác đó trước mặt mọi người thì như người rất hiền lành, không làm hại ai cả, nhưng trong nhà thì ngược lại gây khổ đau, phiền não cho mọi người trong nhà. Nên người nhà lo làm thẳng tay là đủ đi, thì lại mang tiếng với đời là ác. Vậy thì người thân tin vào nhân quả, sống hiền lành, không nói dối, hại người hay con vật nào cả, với kẻ ác đó phải sống làm sao? Con cảm ơn sư. Cái chuyện cần làm quý vị tự biết. Cái quan trọng là mình biết mà mình không làm. Thì chỉ có sư chỉ có một câu thôi, thôi ráng chịu đi. Đơn giản vậy thôi. Mình có học đạo, mình tin vào nghiệp quả, thì tự mình có trí tuệ, mình biết mình phải làm cái gì. Mà do mình vì cái ái nó buộc ràng, vì sợ cái tiếng đời, cho nên là mình lựa chọn, thì ráng chịu đi, chứ biết sao giờ. Quý vị tới hỏi bác sĩ ơi, tôi biết là cái chuyện mà tôi bị stress, tôi thức khuya, nó làm cho tôi bị đau bao tử, nhưng mà bây giờ tôi bỏ không được, công ăn việc làm nó căng thẳng, tôi bỏ không được, tôi phải thức khuya, tôi bỏ không được, giờ tôi phải làm sao? Bác sĩ nói thôi ráng chịu đi, chứ giờ sao giờ? Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.